Xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe để cũ bên mình. Kiểm mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn giàu sức khỏe, thành công và công việc thuận lợi và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Công việc lúc nào cũng phát tài phát lộc, thắng tới. Thì ngày hôm nay mình có một em đến từ Trung Quốc muốn mang đến cho anh em quý khách hàng thưởng thức trong video ngày hôm nay với một chiếc xe tải Jack China sản xuất 2008 phiên bản thùng kính nước sơn màu xanh khá là bắt mắt như thế này. Thì chiếc xe này đời cũng còn rất là cao nha anh em. 2008, một chiếc xe tải của nhà máy Jack lắp ráp và sản xuất với tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1 tấn 25 và thùng dài 3m4, thùng kính lớp ngoài thì cũng to lên kẽm, thùng hai lớp nhưng mà lớp ngoài to lên kẽm phẳng, giúp cho anh em có thể dán banner quảng cáo khá là ok. Thì khối lượng đồng bộ của em nó là 3,7 tấn, khối lượng bánh thân là 2,3 tấn, bánh trước bánh sau đồng bộ với đường kính mâm là 16 inch, vỏ 6.5, gầm cao, thùng to, cabin đẹp liên lạc, khung chassis còn rất là cứng không mục mọt. Một chiếc xe em cảm thấy tương đối ổn định cho anh em mua về khởi nghiệp. Cụm đèn pha halogen thiết kế dựng ngang rất là đẹp, lưới tay nhiệt cũng rất là rộng. Xe còn đăng kiểm tới tháng 5 2022, xe mới đăng kiểm lại anh em. Gương chiếu hậu to này, bên sát cũng rất là hưởng lợi, nước sơn màu xanh dương rất là bắt mắt. Xe có cửa hông, bình dung tích nhiên liệu cũng rất là lớn, lớp gai cũng còn rất là cao, khoảng 60-70%, bao lường đồng bằng inox cũng rất là xịn sò như thế này. Sàn thùng bằng sắt, lớp trong nó toan kẽm nhưng mà sắt khá là dày và cứng cáp nha. Nói chung là thùng cũng còn rất là đẹp và tương đối rất là ok lắm anh em. Cabin cũng còn rất là đẹp, nói chung mọi thứ đều còn rất là liền lạc, rất là đẹp và rất là xịn sò luôn. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải giá khởi nghiệp như thế này, cứ liên hệ trực tiếp với mình. Thì số điện thoại 0937965342 hoặc đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử. Lớp dự phòng còn anh em, còn quá là lớn. Thì con xe này bên mình đang dự kiến chờ bán cho anh em quý hàng của bạn với mức giá là 65 triệu. 65 triệu ra đi em nói nha anh em. Dắt 1 tấn 25, thùng 3m4, sườn ngang là 1m7 50 và chiều cao cũng là 1m7 50 nha anh em. Thùng rất là to luôn. Đấy, gai lớp còn rất là cao nè, cabin cũng còn rất là đẹp lắm anh em. Ghế 3 chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng, cabin còn rất là liền lạc, không lủng lỗ nhiều nha, cũng không mục mọt nhiều, nói chung là cabin còn rất là liền lạc. Xe này anh em mua và chỉ việc chạy thôi, kính quay tay thôi, không cần phải làm gì thêm hết. Xe này mua và chỉ việc chạy thôi nha anh em, mọi thứ đã được làm lại hết rồi, rất là ok rồi. Đó, anh em mua và chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Xe rất là đẹp luôn, nhớ là xịn sò như thế này. Đấy, như anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe. Xe này thì chạy máy dầu nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu, phụ thùng thay cái thế cũng rất là dễ, tại vì dòng Jack này nó có tại thị trường Việt Nam rất là lâu rồi, hồ sơ năm số tiến một số lùi, cho nên linh kiện thay thế phụ tùng rất là nhiều. Anh em mua những cái dòng xe tải của Jack thì phụ tùng thay thế quá là dễ dàng và cũng rất là dễ sửa chữa và bỏ. Nói chung là dòng xe Jack chạy thì cũng rất là ổn định cho anh em quý hàng quý bạn, tương đối ổn định. Trong những tương đối ổn định thì nếu anh em thích những cái mẫu xe của Jack thì cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử. Tapi tắp lô cửa cũng còn rất là ok lắm anh em. Nói chung cabin rất là rộng rãi và rất là thoáng mát và rất là đẹp, rất là sạch sẽ luôn. Dùng chạy tương đối ổn định với cái dòng xe tải của Jack như thế này. Dòng Jack là dòng xe tải Trung Quốc nha, nhưng mà lắp ráp tại Việt Nam, nhà máy đặt tại cầu Bố Bình Dương nha anh em, gần cầu Bố Bình Dương. Nói chung là Jack là một thương hiệu mình cảm thấy cũng tương đối ổn định, cho anh em quý hàng có thể suy nghĩ để đầu tư một cái xe tải cũ Jack khởi nghiệp. Cho những anh em quý hàng của bạn có nhu cầu mua những cái xe khởi nghiệp vài chục triệu như thế này, Jack 1 tấn 25, thùng kính 3m4, đời 2008 với mức giá 65 triệu, sở hữu ngay em nói nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Mọi thứ từ cabin, thùng bồng, vỏ lốp,
sexy còn rất là ok. Phía trước dùng cuộc nhíp mới là dày và cứng cáp. Và đây là khối động cơ của em đó. Khối động cơ được trang bị với dung tích xi lanh là 2,5 lít, công suất đạt 45 kW, tại vòng tua 3.200 máy dầu. Máy thì của máy của Trung Quốc nha. Nói chung là tất cả linh kiện của Trung Quốc hết, do nhà máy rắc ráp và sản xuất. Khung sexy còn cứng khừ luôn anh em. Đó, 4 xi lanh chẳng hạn. Máy thì đã được làm lại rồi, hiện tại máy thì chạy rất là ok, rất là ổn định, không lỗ hơi nha. Máy không lỗ hơi, chạy rất là ok và rất là ổn định. Đây, khung sexy còn rất là cứng. Nắp máy còn rất là sáng nè. Đó, 4 xi lanh. Ga cơ. Dòng ga cơ thì nó chạy khỏe lắm anh em. Chạy cực kỳ khỏe luôn, mà dễ bảo hành, dễ sửa chữa lắm. Cabin em thấy không, rất là liền lạc luôn. Đó, không lủng lỗ mụn mọt nè, rất là liền lạc. Nhìn rất là cứng cáp. Nói chung những xe nhìn còn rất là liền lạc, rất là đẹp lắm anh em. Dắt vào tháng 25. Khung kính nè, có cửa hông nè. Máy rất là đẹp luôn, sẽ không có máy lạnh nha. Đấy, nói chung là mọi thứ mình cảm thấy tương đối ổn định với cái mỗi xe tải nhỏ gọn xinh xắn này. Nhìn rất là đẹp luôn anh em. Nếu anh em thích cái mẫu xe này, cứ đến đây xem xe, trải nghiệm vái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì cho đi nó về. Dù rất kinh doanh vận tải bằng chỉ hàng hóa của anh em với hàng của các bạn. Bao lượng thùng thì nó bằng nhìn nắp rất là đẹp, rất là xịn luôn. Đấy, mọi thứ mình cảm thấy đều khá là tuyệt vời và rất là ok. Thùng bọc nước sơn rất là đẹp và rất là bắt mắt. Xe nói chung là dòng xe tải của Jack thì mình cảm thấy chạy cũng rất là ổn định cho anh em với hàng của bạn. Với một cái xe tải nhẹ như thế này, 1,25 tấn. Đó thì mấy thùng kính nha. Thùng 3m4. Thì kích thước tổng thể của em nó với chiều dài là 5m2, chiều ngang là 1m9 và chiều cao là 2m7 70. Đó, khung gầm rất là cao. Sử dụng hai bình ắc quy, dàn nhíp hai tầng rất là dày. Được đôi khi mấy lá nhíp rất là cứng cáp luôn. Dè bằng inox nè. Đang nghe này dọc bằng inox. Khung sexy cứng khừ. Đó. Nói chung là mọi thứ đều rất là ok. Cảm ơn anh em với cái hàng của các bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của bên mình cho anh em với cái hàng của các bạn để biết thêm về những cái mẫu xe tải bên mình đang có. Nếu anh em quan tâm những mẫu xe tải nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình để số điện thoại 0937 96 342, hoặc đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử những cái dòng xe tải cũ đang có mặt trên thị trường. Bên mình luôn cố gắng cập nhật và báo giá cho anh em liên tục để cho anh em quý hàng của bạn có thể tham khảo thêm những dòng xe tải cũ khi mình mua xe, để mình đưa ra sự lựa chọn cho những cái dòng xe tải phù hợp với nhu cầu vận tải và chi hàng hóa của anh em quý hàng của bạn. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn trong những cái video tiếp theo, cũng như là báo giá cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn được biết thêm trong những cái video sắp tới của mình. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.